Thưa quý vị, bên cạnh tôi lúc này chính là hình ảnh của một trong những vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường sắt qua khu vực Nam Trung Bộ đã bị ngập và sạt lở nhiều đoạn. Có nơi nền đường đã bị nước cuốn trôi hoàn toàn hàng chục mét, chỉ còn lại thanh dây treo lơ lửng như là cầu treo, khiến cho tuyến đường sắt bị tê liệt trong cả ngày hôm qua. Sau khi nước rút, công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải đã huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị thực hiện lắp dọ đá để khắc phục. Hiện các vị trí sạt lở đã được gia cố, khoảng 1 giờ sáng nay cơ bản đã thông tuyến, đảm bảo tàu có thể lưu thông với vận tốc là 5 km/h. Trong ngày hôm nay, các vị trí này sẽ tiếp tục được gia cố để nâng dần vận tốc chạy tàu trở lại bình thường.